Xin chào quý anh chị, em là Thuận Hyundai miền Nam. Nay em làm video lại thử chiếc Hyundai Elantra N-Line nha quý anh chị. Một chiếc xe là 1.6 turbo, công suất là 204 mã lực. Được đánh giá là những chiếc xe phân khúc sedan hạng C là có công suất mạnh nhất nha. Thì chiếc xe này thì chúng ta sẽ có là 4 chế độ lái: Comfort, Eco, Sport và Smart ha. Thì mỗi chế độ sẽ thích ứng với từng cung đường khác nhau. Đó, thì đây là lên cung đường Phạm Văn Đồng. Thì chiếc xe này thì là cái độ vọt chân ga nó cực kỳ tốt nha quý anh chị, cực kỳ tốt nha. Đặc biệt khi chúng ta đi những chế độ bình thường như chế độ Eco hay là chế độ Normal thôi, thì là chúng ta vẫn mang lại chúng ta một cảm giác rất là vọt. Nếu mà chúng ta chạy qua chế độ Sport nữa thì là cái độ nặng, độ lì của vô lăng nó sẽ tăng lên và độ nhảy chân ga nó sẽ tốt lên rất là nhiều nha. Đó là giúp chúng ta vượt xe khác, nó cực kỳ ok luôn. Đây nội thất của chiếc Hyundai Elantra N-Line. Đây, xanh đèn đỏ. Cảm giác lái sao em? Hầu như là độ trễ của chân ga là không cảm nhận được. Nó turbo mà bốc. Hầu như là rất khó để cảm nhận cái độ trễ nha quý anh chị. Rất là bốc. Nội thất rất là thể thao, cần số N-Line. Đề ba tuyệt vời. Chúng ta nghe độ ổn tốc độ tầm 60-70 km/h, xem cái độ ổn của chiếc xe này như thế nào nha quý anh chị. Chiếc xe này thì đã lên bộ là cam, ba mắt cam, ban cầm cam cặp lề bên trái bên phải và phía trước nha. Đặc biệt ở phía trước thì khi mà cảm biến trước nó phát hiện thì xe tự động bật cam trước lên, rất là hay nha quý anh chị. Tầm giá mà quý anh chị nào không muốn lên bộ cam 360 nó phí thì chiếc xe tầm giá chúng ta còn lên cái bộ cam này, ba mắt cam này rất là rẻ, tầm khoảng 5 triệu, hơn 5 triệu một xíu thôi. Đó, đây là độ ổn của chiếc xe này khi chúng ta chạy tốc độ khoảng 70 km/h đấy. Tốc độ 70 km/h. Đó, chúng ta nghe cảm giác độ ổn chiếc xe này ha. Thì chiếc xe này nó được ở phía sau thì nó sẽ được trang bị hệ thống treo là đa điểm nha, ngồi rất là êm và khi mà chúng ta đi đủ tải. Trong phân khúc này thì chỉ có chiếc xe này rồi chiếc K3 của Turbo. Rồi chiếc đúng rồi, là những chiếc xe có hệ thống treo đa điểm, chạy rất là êm nha quý vị. Đây là cam khi mà chúng ta rẽ trái ha, rẽ trái thì tự động cam bên trái là xe tự động bật lên để chúng ta coi. Đặc biệt khi mà chúng ta đi vào những cung đường hẹp á, cái cam cặp lề này nó rất là tốt nha quý anh chị, bởi vì dòng sedan á, cái đầu nó dài, khi chúng ta căn được cặp lề như vậy là chủ yếu chúng ta di chuyển nó rất là ok nha. Muốn mà cam trước hoạt động thì chỉ cần đá đèn. Khi mà chúng ta muốn bật cam trước thì chúng ta chỉ cần ấn nhá đèn một lần thôi là cam trước tự động sẽ bật, rất là hay nha quý anh chị. Bộ cam 360 mười mấy triệu như chiếc xe này, cái cam bộ này tầm khoảng hơn 5 triệu thôi. Cái này bảo hành cho quý anh chị là 2 năm nha. Bộ chiếc xe này cũng đã lên bộ nước hoa phách tán của hãng Tebon. Cái bộ nước hoa phách tán này á, thì là nó sẽ có mùi hương tùy chọn, chúng ta có thể tùy chọn điều chỉnh qua điện thoại được. Và nó có hệ thống lọc khí ion và bộ khử khuẩn nha quý anh chị, tức là khử khuẩn ở plasma. Trong plasma ở trong xe luôn. Và chiếc xe này cũng lên cái bộ lên kiếng, khi mà chúng ta nhiều lúc chúng ta ngồi ở phía sau á, chúng ta mà hạ kiếng ở phía sau xuống và nhiều lúc chúng ta khóa cửa chúng ta quên á, nhiều lúc trời mưa hay là chúng ta để vật dụng gì ở trong xe thì nó rất là bất tiện. Đó, nhiều lúc nước mưa nó vào nha quý anh chị. Nhưng mà chiếc xe này là chiếc xe Elantra 2023 đầu tiên lắp cái bộ là khóa cửa tự động lên kiếng nhé. Và chúng ta có thể lên xuống kiếng từ xa được. Ví dụ như khi chúng ta để nổ từ xa rồi, chúng ta muốn lên xuống kiếng từ xa thì chúng ta có thể sử dụng được luôn nhé. Một tính năng chỉ hơn 1 triệu thôi là chúng ta có tính năng rất là hay như vậy rồi. Phạm Văn Đồng, con đường đẹp nhất Sài Gòn. Đây là không gian lái của chiếc Hyundai Elantra.
Chiếc Hyundai Elantra này thì là sẽ có là 4 phiên bản, bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt, bản cao cấp và bản 1.6 turbo N-Line. Thì trong tháng này bên em cũng về một chiếc Elantra N là phiên bản hiệu suất cao. Chiếc xe đó thì nó sẽ có công suất lên tới 278 mã lực luôn. Xe này cũng được lên Android Box của hãng IK, Android Box của hãng IK, Eleview, ID4. Thì chúng ta xin nhé. Xe này lốp nó mỏng nên là chúng ta cảm nhận khá rõ cái độ từ bánh xe lên quăng lại. Cảm giác lái ở tốc độ cao sao em? Cảm giác là xe thì rất là bốc, không có bánh thì chuẩn, không có lạng nhiều. Ở tốc độ 80 thì phải nói là trong phân khúc này xe này nên chọn. Con này hiện tại lăn bánh cũng 880. 88 cho một chiếc xe phân khúc C. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem video của em ha. Em quay sơ về lại thử của chiếc Hyundai Elantra N, Control N rất là đẹp này. Hyundai N Line. Rồi, xin cảm ơn quý anh chị đã xem video của em nhé.